đúng lắm. Cào vô tăng chú là 12 ngày. Giờ đây xả quá nè. Nó từ bây giờ đem tới chỗ này bỏ mời chú rồi nó chú làm một cái con đường nhỏ chú vô nhà sao cuối cùng bị luôn. Rồi chú có tiền mua 2-3 năm tráng vô. Đâu hồi đó chú làm chú tráng rồi chứ rồi xong cái máy vậy chứ. Chú mình làm 2 ngày chứ đâu có phải biết đâu. Mấy con nó ra nó đóng cửa vô. Bữa nó đổ một cái đống cát đây, còn ngồi kia là phụ cho bằng. Nó dọn xuống. Vậy cái này là bên công trình vệ sinh chỗ mạnh không? Bên khối được con hầu nhận lại. Hồi cái năm ngói là coi như làm sạch từ ở đây lên trên kia luôn. Còn ghét đây là sạch bằng nó là khỏe bằng. Nó dọn sạch đâu hết được. Vậy đó. Cái này đâu có sử dụng được đâu hả? Để bỏ luôn thôi chứ. Nó dậm vô đây dùm chú mất ba cây cao này dẹp luôn dùm chú luôn. Nếu mà nó móc được xuống dưới mà móc rồi đem xuống dưới cái thằng gì bán cho nó luôn.
cái này giữ lại. Các bạn thấy ở chỗ này hôm bữa là quan đổ đã làm mất hai ngày trời, hôm nay thì chỉ cần coi như là mấy giác của chiếc xe là đã xong công việc. Đây là sân nhà mình ở phía sông, gọi là sông nhưng mà thực tế ra đó là cái con kênh, gọi là kênh bào của thành phố Phan Thiết. Có cái cầu sợ muối đi ngang qua ở đây là khu vực từ trước là coi như là những cái lò gạch họ in những cái viên gạch thẻ để xây nhà, bây giờ là coi như là phân lô để bán cho dân, nó trở thành một cái khu kênh bào. Còn đây là mé sông, mé kênh bào mà nhà mình là coi như cái này là ở phía sau. Gần Tết thì nói chung là nó dơ bẩn quá, ai cũng đổ rác rồi vừa bãi rồi làm nhà, có những cái xà bằng nên đổ mà sau này nói chung là coi như là con khóc thì mẹ mới cho bú. Chỗ này mình đã kiến nghị nhiều lần, ngay cả đài VTV Bình Thuận, VTV Bình Thuận cũng đã có kiến nghị ngay cho bản thân mình. Hôm nay dọn vệ sinh nhưng mà tính từ lề đường vào thì chỉ còn làm hai mét cho nó sạch hai bên thôi, cho nên cái đó là công trình vệ sinh đã thống nhất sự đề nghị của khu dân cư đội chống tây. Nói là khu vực này các bạn đã thấy chính chỗ này là 321 m² là để làm một cái công viên xanh sạch đẹp cho cái khu vực này, nhưng mà thực tế coi như là biết bao nhiêu năm rồi mà chưa có làm được, chỉ nói thôi. Cái vị trí này mình không riêng mình mà người dân ở đây cũng rất bức xúc, tại vì đây là một cái dự án làm cái công viên, nhưng mà đó các bạn thấy ở xa là có những cái thùng mà đựng rác, thế là công trình vệ sinh của thành phố mà phường Phú Trinh đã hợp đồng một tháng là mấy chục triệu đó. Cho nên là coi như là làm là coi như là không khí môi trường ở đây là rất là bẩn. Ở nhà mình ở mặt sau đó các bạn, vợ mình và con trai mình ở thành phố Hồ Chí Minh về nghỉ Tết, đang nhìn xe nó ủi ở mặt sau của nhà mình. Hồi trước kia là mình làm rất là sạch, mình là rất là sạch. Sau khi mà bị giải tỏa thì coi như là ông nhà nước thành phố Phan Thiết này coi như là ổng giải tỏa để làm cái công viên, nhưng mà cuối cùng chả thấy gì hết. Thế mà bây giờ là hợp đồng với công trình vệ sinh của thành phố để mà lấy tiền, nói chung là như vậy.
còn ai muốn đổ rác thì đổ, ai muốn làm gì làm chỗ này đó, đó, đó các bạn thấy là những cái xe đổ rác tập kết về nơi đây đó, mình nói không có sai, rất là dơ bẩn. Hồi trước kia mình đề nghị là phải để làm sao mà coi như để cho nó gọn gàng. Cuối cùng mình để những cái tấm bảng ai mà vi phạm thì phạt từ 3 đến 4-5 triệu, mà cuối cùng là coi như là người dân cũng lấy cái bảng đó để mà vứt bỏ luôn. Đây là mặt sau của nhà mình, ở nhìn từ trên rồi xuống dưới là nhìn thấy rõ cái con kênh bào, cho nên là các bạn đó mình giới thiệu để các bạn thấy cái con đường xanh sạch đẹp, mà cuối cùng là coi như đi ngang qua đây là rất hôi thối. Hôm nay thì như là mẹ khóc rồi con mới cho bú, chính từ đó coi như là mới là ủi cho nó gọn gàng, nhưng mà chỉ có dọn hai bên là như có nhà tôn này, cái nhà tôn này đáng lẽ là dẹp rồi. Chung là làm tương đối là gọn gàng một tí. Cái đây là mình đề nghị anh em cũng đã thỏa thuận làm cho nó gọn gàng hơn, thấy nó sạch sẽ hơn. Cái con kênh này cuối cùng là có bèo không các bạn, tất cả những cái nước thải của cái khu vực của phường Phú Trinh này nó đều thải xuống con kênh này hết, rất là dơ. Khu vực này trước giải tỏa hết, nhà mình trước là coi như là sát mấy xong mà giải tỏa rồi mình mới phải đưa vào mới xây dựng lại cái căn nhà của mình. Nhưng mà bây giờ người dân ở đây thì như là họ cũng là lấn chiếm ở phía sau, họ che tôn rồi họ nhặt vườn trái cây, các cái thùng các bạn thấy không, chứa rác đó, họ chứa rác cứ về tối là như là tập kết rác ra đây. Các bạn thấy rất là dơ, thành phố xanh sạch đẹp như thế nào mình không hiểu được.